Xin chào toàn thể anh chị em thân mến trên trang mà YouTube của mà Nguyễn Tấn. Thì hôm nay thì buổi sáng này em làm cái tiêu đề về cái mà tỉnh thất mà Bồng Lai. Thì theo em xem trên video rất là nhiều và cũng trên mà báo chí. Theo em nhận xét là về mà tỉnh thất Bồng Lai á là những mà các sư thầy và những các mà ni cô trong giọng và năm chú tiểu ở trong đó hả? Những ngày qua thì em thấy những người mà tu tâm dưỡng tánh, những mà các mà sư thầy đó là người ta là tự xuất gia tại nhà, người ta tu tâm tại nhà đó. Em thấy là một hàng đó là đều cũng rất là tốt cho họ và nuôi được năm đứa trẻ đó từ nhỏ đến lớn, cho ăn cho học rất là tốt đó. Em theo em là vậy. Còn chuyện mà những mấy ngày nay thì theo mà cái quan điểm của em trên cả và cộng đồng mạng thì người ta nói là thầy có bảy tám chín đường vợ. Theo theo em á, chuyện cái đó đó là có những mà người ta lên mà nó xuyên tạc thầy, bôi nhọ thầy thôi. Người ta lên mà người ta xuyên tạc thầy, người ta bôi nhọ thầy thôi, nói thầy bảy tám chín giờ là điều đó là không có đúng, là đi ngược lại là sai. Lấy những thông tin giả rồi bằng chứng giả đưa lên đó, là không có đúng. Tại vì á tỉnh thất Bồng Lai tu tâm dưỡng tánh, người ta dạy những mấy đứa trẻ đó cho ăn cho học, dạy những cái hay điều phải, nhưng mà người ta là làm điều đó là điều đúng, là một hàng là người ta, nhưng người ta không bao giờ dạy những mấy đứa trẻ đó là làm con đường xấu sai như thế nào đó. Theo mà em như vậy, tỉnh thất Bồng Lai luôn luôn có sự là công bằng, luôn luôn đi đúng công bằng, luôn luôn đi được chính nghĩa thì điều rất là tốt. Nếu mà tỉnh thất Bồng Lai mà đi sai con đường mà làm không đúng thì những mà ngày qua thì có thể là lên án tỉnh thất Bồng Lai đó. Còn chuyện năm chú tiểu thì tỉnh thất Bồng Lai có thể nuôi cho ăn cho học, dạy tốt đàng hoàng, theo em như vậy. Còn chuyện mà đừng có lên mà nhiều người lên nói là tỉnh thất Bồng Lai mà giả danh Kỳ đồ thì lợi dụng trục trục lợi cá nhân Kỳ đồ, thì em thấy điều đó thì mình biết hay là mình biết phải không, nên mình phải tìm cái nguyên do cho đúng, cái nào sai cái nào phải cho đúng. Hay là mình lên mình nói chuyện đó, muốn nói chuyện là phải suy nghĩ rằng tỉnh thất Bồng Lai đúng hay sai, phải tìm hiểu nguyên do như thế nào trong những mấy người tu đó, đó. Và những người xung quanh ở địa phương có xác định là tỉnh thất Bồng Lai đó là như thế nào, đúng hay sai đó. Vậy thôi, chúc mấy chị mình một buổi trưa vui vẻ. Em làm cái clip này thì em cũng ít phút thôi. Tỉnh thất Bồng Lai đi đúng làm đúng thì người ta sẽ ủng hộ, nếu mà các sư thầy ở chỗ mà lợi dụng trục lợi cá nhân hay là chuyện gì đó khác nữa thì sẽ có hành quy, là nó sẽ mà nó mà cái xử lý đó, xử lý nghiêm minh. Chúc mấy anh chị mình một buổi thứ hai vui vẻ, ủng hộ luôn luôn năm chú tiểu, đừng nên đó, luôn luôn